Cơm, quên mất cả bộ cơm rồi. Ai thấy khen nhỉ? Ấy. Ấy. Học sinh tinh tướng ấy. Đi thật dẻo. Đi có hai người ta ngủ. Nghe hai trong một phòng. Kinh quá đi. Kinh gì? Sáng mình vừa mở mắt ra phát bố Lam đã là bên cạnh mình ngồi giật mình. Ông trước bố có mỗi quản quay ở đấy của nạn các bạn tốn qua nó nạn nhà ấy vậy nạn nghiêm lắm nạn thì quay hết ừ. Đúng rồi tính nào rồi căn bản là ai khuyến nó nạn anh không vừa căn điểm đi. Quay hẳn luôn mà, quay hẳn chân luôn. Quay chân quả nó tự quay. Hôm qua là nó quay ở giữa này. Quay ngang rồi. Nó tự đi. Thế sao rồi? Đó chắc ai thương quá quay quả quay cho mình. Đâu thương khuyến bị nạnh, chắc khuyến nằm co do à? Thế là quay anh quả cho thằng này ghét. Ừ đấy. Chứ không ngờ thấy nó có chăn. Cháu quá mất đấy anh em ạ. Không bị gì cháu không biết luôn. Không đâu, cầm vài 2 triệu rồi đi sạch. Sống em ạ, cuộc sống của YouTuber số 1 Việt Nam. Không có gì để mặc. Thằng đấy bục xịt, thằng đấy không có xịt mặc. Sao rồi? Nam Nồn thì bục xịt. Xịt bục một lỗ lòi ra ngoài. Sao mua cái gì của Dương Ngọc Hà đấy? Kể người ta, nó mua gì kể người ta. Thanh niên thì bục. Quần xịt thì bục một lỗ lòi tòi phòi ra ngoài đấy, còn một thanh niên thì không có quần xịt để mặc em ạ. Đấy, cuộc sống của YouTuber ấy. Không? Tháng kiếm 17.000 đô. Đâu tháng kiếm 15.000 đô, anh cho em vay 200. Sao? Tháng 15.000 vẫn được đi vay tiền anh em ạ. Vay mẹ vay những người mẹ 200.000. Kiếm 17.000 đô mà sao vay 200.000 anh em nhỉ? Vay mấy triệu. Anh cho vay 200. Không có đem lại chưa? Em tháng 17.000.